Rồi. Ok anh em, và xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ở clip này thì cũng như anh em trên livestream hiện tại bây giờ đây là 9:24 tối, thì có rất nhiều anh em đang nói Khải là anh Evan Clone up cũng đem đọc bùa lên đi, thì cũng như giống như ý của Khải luôn anh em ơi. Ý của Khải thì cũng đem đọc này đang là đem đọc bùa cho bang anh em. Hôm nay là đem đọc bùa cho bang anh em. Nên là Khải cũng ăn được 6 như là 5 hay 6 cuốn gì vào lắm một tịch rồi đơn Khải coi. Là anh em bảo là cũng trích ra 10 kim anh up cấp nó đi. Up cấp rồi được cái gì thì nuốt cái đó thì cũng thấy cũng ok rồi coi. Kiểm tra đâu ta. Nhưng là lỡ quan chưa kiểm tra được anh em ơi. Kiểm tra bao nhiêu cuốn vào lắm một tập đó. Chưa kiểm tra được rồi. Mới có hơi trang bị khó thôi. Chớ con này là bang mua được 5 cuốn rồi anh em, với một cuốn free nữa nhận được 6 cuốn này. Rồi. Thì anh con năm đọc này up lên đỡ nó làm năm đọc bùa của bang cho anh em. Hiện tại 5 cuốn 6 cuốn này. Bây giờ phải mua Evan này. Phải cho mua 1000 cái. Evan này, Evan show cho anh em ơi. Ép thì lâu lắm. Evan nó mới ra từ tối hôm qua thôi. 12 giờ tối qua thôi. Hôm nay cho đến bây giờ là 9:30 đây thì nó chưa được 12 tiếng. Nó chưa được 24 tiếng, nó được còn 22 tiếng rồi. 20 tiếng rồi. Giờ Khải sẽ mua 1000 cái Khải cho anh em xem nha. Rồi được thị tinh thì Khải sẽ giữ lại Khải đấu, Khải mua lại cho bang rồi Khải hoán binh thôi. Hiện tại sau clip này Khải sẽ hoán binh nha anh em, hoán binh bắt 2 nha anh em. Sau clip này trong đêm tối nay Khải sẽ hoán binh tiếp tục bắt 2 và dưới sự hỗ trợ của anh đi tan nghiện nữa này. Đó, và là anh Ngọc Bảo này. Đó. Anh em đang xem đã lại một like nè em ơi. Đang xem đã lại một like chia sẻ này. 400 này, Khải mua đúng 1000 cá thôi nha anh em. Tại vì anh móc của nó đúng 1000 thôi. Rồi, còn mấy cái này Khải cấp bên trong đi. Cái này là 2 kim Khải mượn của Duy á, là đủ 10 kim của bang á. Nên là cái này là của Khải nha anh em, Khải cấp nha anh em. Tại vì Evan là 10 kim thì coi như là bang bỏ ra 10 kim, còn mấy cái này dư là của Khải này. Đó, bang bỏ ra 10 kim nha anh em, chọn 10 kim nha anh em, không dư không thiếu cũng đủ nha. Đó. Bang là bỏ ra 10 kim. Rồi. Hôm qua nói chứ ăn mì mắn Khải thấy cũng chả được gì nữa mày. Hôm nay khỏi con ăn đi. Em cục bình này thôi. May mắn hôm qua ăn quá tự các kiểu thấy chả được gì. Thôi bây giờ tiếp tục anh em ơi. Anh này. Hôm qua ăn số 2 rồi, ăn số 1 đi. Số 2 chán quá. Ok. Hấp dẫn như gái 18 ạ. Rồi ok, bây giờ Khải sẽ chính thức ăn anh em ơi. Ăn này có lon nha. Ăn này có lon năm độc của bang nha. Ăn xong rồi Khải sẽ mua cùng với kiếp đoạn cân hữu cốt năm độc bùa, Khải sẽ tải lại lên đảo nữa. Rồi mặc đồ cho nó vip chút rồi làm năm độc của bang thôi. Rồi Khải sẽ nhảy lên chỗ khác này nè mày. Hôm qua ăn tương dương chán quá. Giờ Khải sẽ nhảy qua phường thường hoa sơn cảnh kia chưa. Mấy hôm Khải hay ăn trên đó mà hôm qua sao ngu ăn cái tương dương nè. Ăn tương dương chán đời vậy. Ăn tương dương không có gì luôn nè. Khải coi thử con ạch chính Khải nó đến đâu rồi. Đang đứng ở tống kim nè. Chờ chút. Rồi cứ đứng đánh tống kim là được. Cứ đánh là được. Cứ chết ra đứng đánh là được. Rồi anh chính vẫn đang đánh tống kim cho nè. Rồi ok, anh chính cứ ra đứng đánh tống kim là được. Rồi giải phụ cờ lon anh Evan họ xong cái chưa. Anh Evan các bạn chạy chính chưa? Chưa anh em ơi. Các bạn thì chưa đủ nguyên liệu nên là chưa ép được anh em ơi. Tại vì không có bán cái Evan các bạn. Không bán Evan các bạn này là không có mua được. Rồi. Rồi ngồi này ngắm tranh rồi anh Evan nha anh em. Đó, phong cảnh hữu tình rất đẹp luôn anh em. Rồi. Cánh thôi anh em ơi, cánh từ từ đúng không? Anh em nói cánh từ từ đúng không? Rồi. Một cánh từ từ nè anh em. Rồi bỏ này cánh nhỏ vui nè đó. Xem được gì nha anh em. Góc này đi. Ừ. Khả năng là anh bình chuộng anh em. Số phím 1 này cho nó đẹp này. Rồi. Úp cấp này. Một cái sư đờ này. Anh từ từ đúng không? Một sư đờ này. Ra đồ ngon thì tinh nhiều tí không em. Đang cần thì tinh anh em ơi. Khả năng cần thì tinh để đọc phóng binh đó. Khả năng anh từ từ anh em. Hôm qua nhấp nhanh quá anh em bảo sao nhấp nhanh. Thì giờ anh từ từ cho anh em xem. Hôm qua nhấm nhanh quá anh em cũng bảo tại sao nhấm nhanh quá. Giờ đó, giờ nhấn từ từ thôi, chạy vòng vòng hai câu này anh em. Nhấn từ từ anh em xem cho nó hấp dẫn này. Đó. Đó gần 70 cái rồi chưa có được gì vãi thiệt. Gần 70 cái rồi anh em. 70 cái rồi anh em ơi, chưa có được gì luôn anh em ơi, chưa được cục thị tinh nào luôn, vãi nồi chưa. Rồi, gần 90 cái rồi. Một viên thị tinh này đó, có 150 xu này. Khải sẽ mua lại cho bang 150 xu này. Một viên tinh hồng này mua lại
Cái này đâu giá trong bàn này, Khải chỉ cần thủy tinh thôi nè em ơi. Một cục tinh hồng rồi. Em dịch dưới đây anh em. Đây 400 mấy chục xu. Ủa cái gì vậy? Liền như châu. Ủa ai bà ta? Ai bà ta? Gửi Khải 470 xu. Ai vậy? Em cho á. Tên em nhé. Em là ai vậy? Nghỉ game à? Em đang coi clip. À, nghỉ game à? Rồi ok, tiếp tục anh em ơi. Cho thôi, ok ok, donate thôi, vẫn còn ok ok. Thế anh em cho 400 mấy chục xu là coi như là được bộ thủy tinh rồi anh em. Donate được bộ thủy tinh rồi anh em. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Donate được bộ thủy tinh anh em. Bộ tinh tí hoàn bình anh em. Ok anh em, đang anh em ơi, đang anh em cứ bình tĩnh anh em. Mới được một viên thủy tinh anh em ơi. Cố gắng kiếm thủy tinh là được được anh em ơi. Thì tinh dùm cái, chỉ cần thì tinh thôi, hoặc là bánh thép bánh đồ này nọ cho clone này nó cắn luôn em. Một cái này lên bài boss. Hai viên thì tinh rồi em ơi, cố gắng có những càng nhiều thì tinh càng tốt. Khải đang cần hóng binh rồi em ơi. Donate thì vẫn donate là nhanh nào, Khải hóng binh luôn. Ok anh cứ từ em cắn luôn này. Quá tủ này. Ba con hoàng đua tốt. Ba viên thì tinh ngon. Ngon, 4 viên thủy tinh thôi anh em. Cho 10 viên thủy tinh nào. 10 viên thủy tinh là ép được 3 lần hỏng binh đó anh em. Một bánh này. Cái này là Khải anh em. Ôi, 5 viên thủy tinh ngon. Được một lần hỏng binh rồi anh em ơi. Đó, được một bộ này, một lần hỏng binh rồi anh em ơi. Hai cái bánh, ok luôn. Một lần một bộ đó anh em. Một bộ anh em, ngon rồi nha. Đang kiếm 2 bộ thủy tinh là đẹp anh em. Đang up clone nam động cho bang nha em. Mất clone nam động cho bang nha em. Còn 200 cái nữa. 200 cái nữa em ơi. 200 cái nữa em ơi. Tinh hồng. Rồi, một cặp bánh cho nam động luôn. Ok luôn, một cặp bánh rồi em ơi. Kiếm 2 cặp là đẹp luôn em. Nam động này là cái bánh tét này là nó cũng như là một vỏ lá mật tịch đó em. Nó cũng là một vỏ lá mật tịch. Thì tính nào? 120 mấy cái nữa em. Tiếp là hàng. Thì tính nào anh em? Rồi, còn mấy chục cái cuối nữa giờ cắt rương em ơi, chặt chỗ rồi. Đó, lên được 6 cấp up cho clone nam động là một cách quá tuyệt vời. Cái ý này của anh em quá hay nè em ơi. Kèo donate một củ ra đao trong 3 click. Ok anh. Vậy tổng là 3 củ nha. Kèo Hồng binh một lần ra đao donate 2 củ. Ok anh. Để em coi hiện tại bây giờ thì cái rương em bị full đúng không? Em vứt 3 cái sida này ra cái đã. Áo cùi nè. Áo nè. Bỏ bớt 3 cái đồ chặt chỗ nè. Rồi đâm cọc bớt mang rác vô đó. Bảo làm giả tẩu được nè. Trong sân thế. Rồi. Nè trước mắt là cái được nè. Hai bánh này, cánh này. Hai bánh của nem nọc này. Đó, cầu lon ấy. Rồi ba cái này đó, bỏ vô bàn thiết đấu giá bàn nè. Ba cái linh bài phong độ này không cần thiết nè. Rồi được hai cái linh bài boss nè. Hai viên tinh hồng nè. Một cuốn bí kiếp tí nào nuốt luôn nha anh em. Tí nào nuốt để thử ra cuốn bí kiếp năm độc không nha anh em. Thế là hai hắn này. Bằng nhựa này, ba cái này bỏ này. Họ được hai viên hai bình tiền thổ lộ 8 tiếng này. Để em dọn rương ra anh em. Để em dọn rương anh em. Để em dọn rương anh em. Ba cái này Evan này. Thì tinh mấy cái này vứt này. Rồi. Phán chị. Một hố minh thạnh này. Rồi hết rồi. Rồi cánh cũng bí kíp cho coi chặt chỗ này. Như đây Thiên Vương Đao Pháp. Nó thường ra bí kíp nem độc trưởng luôn nè. Quên nem độc bùa chứ. Đang cần bí kíp nem độc bùa cho xe. Trong nem độc này luôn á.
Rồi cắn tiếp tục này. Mấy chục cái cuối cùng này, cố gắng ra vài viên thủy tinh nữa đẹp nè em ơi. Được một bộ một lần không binh rồi. Đúng rồi, anh Dông em đọc trước rồi, tới cùng luôn rồi nghe mi anh em. Tại quỷ ban cũng gần hết rồi, còn có nếu ăn cái này 10 kim là quỷ ban còn khoảng 8-9 kim mà. Thủy tinh đâu? Thủy tinh đâu? Ôi, được một cái thiệp may mắn. Sử dụng nhận nhiều phần thưởng quý quý. Cái này đã lại quan trọng. Rồi, được một lần hóng binh anh em ơi. Được một lần hóng binh là tính ra là 1, 2 này. Một bộ hóng binh này, dư ra 2 viên thủy tinh này. Rồi, Khải sẽ mua lại cái hóng binh này đúng không? Khải sẽ gì hóng liền luôn nha. Khải sẽ ao ạch con lôn nha anh em. Khải ao ạch con lôn ra, Khải gì hóng liền cho anh em luôn nha. Xong Khải vào lại nè. Đó, hóng phát đầu tiên luôn này. Ao tống kim rồi. Nó Khải gì vậy anh em ơi? Ao tống kim rồi. Rồi, Khải gì hóng binh luôn. Ngay và liền luôn, phát 1 như thế nào anh em. Thả bot bữa nào anh em ơi? Được bữa nào thả bot em ơi? Tầm này Khải đang hóng binh anh em ơi. Khải đang tranh thủ hóng binh anh em ơi, hóng binh cái đao. Không biết lên được hay không mà anh em chờ đợi quá. Tại bây giờ là Khải sẽ có là được rồi, được đủ được 2 lần không? Đủ được 2 lần không nha. Được Khải kiểm tra bên này kia thử nó bao nhiêu viên thủy tinh này. Tại bây giờ là một tử một lục. Bên này còn dư không nè? Nếu mà dư được làm 3 phát luôn đẹp nè. Nếu mà dư 3 phát luôn đẹp nè. À, bên này một tử. À, ok, được 3 phát nè, được 3 phát nè em ơi. Rồi ok, Khải hiểu rồi. Anh ơi. Lô, dư. Rồi, em có những thủy tinh gì vứt giùm anh cái này, anh đọc lên giùm anh cái. Bây giờ bắt đầu hóng binh sẽ Khải sẽ hóng binh 4 phát nè em. Lần này Khải sẽ hóng binh 4 phát nè em. Em có thủy tinh gì em? 4 tử thủy tinh. Rồi, từ từ nè, được Khải. Được Khải giúp dịch hết xu lại nha. Rồi Khải chờ anh chút nha. Khải sẽ đưa hết xu lại cho ạch chính của Khải này. Rồi bao nhiêu tiền xu Khải sẽ mua lại cho bang này. Bao nhiêu cục thủy tinh Khải sẽ mua lại này. Cho nó khỏi bị lộn nè. Tại vì cái này của anh em bang phải của Khải. Nên là cái nào ra cái đó cho nó ok nè. Như vậy nhóc vợ như trời làm như vậy. Rồi này Khải sẽ hiện tại bây giờ là Khải hết giao dịch cho xu hết đi. Sâu bên ạch chính của Khải đây. Đó, sâu này sâu của Khải nè. Rồi. Đó, bây giờ Khải sẽ mua lại. Hiện tại là Khải ăn được 5 cục 5 cục thủy tinh. 5 cục thủy tinh. Bang full. 5 cục thủy tinh thì sẽ là 150 này. 150 xu một cục này nhân cho 5 này. Rồi. Đó, nói chung là cái clip anh Evan thì Khải sẽ tạm dừng tại đây nha anh em ơi. Khải sẽ tạm dừng clip anh Evan tại đây. Và cái gì anh em đang xem video thì đừng quên cho một like chia sẻ nha. Và Khải sẽ lên một video hóng binh khác nha anh em. Ok anh em.